Thưa quý vị, thưa các bạn, các nghiên cứu có liên quan đến vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc khi tiêm cho trẻ em đã cho thấy, mặc dù tỷ lệ phản ứng phụ sau tiêm của vaccine bất quả khá thấp, thế nhưng sau 6 tháng thì mức kháng thể giảm mạnh. Các nghiên cứu đều thống nhất đi đến kết luận rằng trẻ em và thanh thiếu niên cũng cần chủng ngừa liều thứ ba. Theo một nghiên cứu, trong số các loại vaccine được dùng cho trẻ em ở Argentina, so với các loại vaccine mRNA, vaccine bất hoạt của Sinopharm có tỷ lệ phản ứng phụ sau tiêm thấp hơn, chỉ ở mức 7,9 trên 100.000. Trong khi nghiên cứu mới nhất về vaccine bất hoạt của Sinovac cho thấy mức kháng thể của trẻ đã giảm đáng kể sau khi tiêm liều thứ hai trong vòng 6 tháng. Còn theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, những người khỏe mạnh ở nhóm tuổi từ 3 đến 17 đã sinh miễn dịch tốt sau khi tiêm vaccine Sinovac. Trong vòng 3 tháng sau khi tiêm liều vaccine thứ hai, tỷ lệ tuyển sang dương tính đối với kháng thể Trung Hòa và nồng độ kháng thể trẻ vị thành niên về cơ bản duy trì ổn định, nhưng sau 6 tháng mức độ kháng thể đã giảm đáng kể.